Dạ vâng, kính thưa quý vị, hai bạn đã yêu nhau trải qua bao nhiêu mùa lốt chín, bao nhiêu đồ trăng tròn. Thì trước khi đi đón dâu thì chú rể cũng thì thầm với tai của tôi rằng là em yêu được nhà em thì xinh lắm anh ạ. Xinh cứ như cái diễn viên Hàn Quốc trong phim Châu Húc Lăng Cô Chia. Nhưng mà rất là vất vả. Và tôi có hỏi chú rể là vất vả thế nào, vất vả ra sao. Thì chú rể có nói là những khi mà em phải đi đêm thì vấp lên ngã xuống thì đất nó cứ êm như giường. Và cô dâu có nói rằng là nhìn anh thì em rất là thương, nhưng mà em thương nhất là cái giường nó cọt kẹt lúc năm canh. Và chú rể cũng đã có kể chuyện với tôi rằng là có một hôm vào một đêm trăng sáng thì chú rể đã có dắt cô dâu ra bờ đê để chơi trò bịt mắt bắt dê. Sau một thời gian thì lúc này thì dê cũng đã mỏi và người bịt mắt thì cũng đã mệt. Và chú rể Quyền có nói với cô dâu Loan rằng là em ơi, ước gì thì em là cái lò, còn để anh là củi anh thò vào trong. Và cô dâu thì có nói rằng là không biết là anh có thò được không, nếu mà anh mà thò nhiều củi quá là tung hết lò đấy ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và bao đêm trăng sáng hẹn hò thì cuối cùng hôm nay chú rể cũng đã thò được thanh củi để nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu, để hôm nay đi đến một ngày vui trọng đại nhất trong cuộc đời của các bạn. Lúc này đây thì chú rể đang đứng cạnh cô dâu, một người phụ nữ đẹp tới từng centimet, còn cô dâu thì đang đứng cạnh chú rể, một người đàn ông ga lăng đến từng phút giây. Và cho phép tôi được hỏi cảm giác của đôi bạn lúc này làm như thế nào ạ? À, chú rể cứ tủm tỉm, không biết là bạn lúc này cảm xúc của bạn là sao ạ? Khác hơn ngày thường là bạn đang thấy phê, là đang thấy gì hả? Tê một chút ạ. Vâng, và cho phép tôi được hỏi cô dâu là cảm xúc của bạn lúc này đang thế nào ạ? Bạn có cần một viên Furaca không ạ? À dạ vâng, kính thưa quý vị, và cho phép tôi được hỏi là hai bạn đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? Nhớ được hai bạn là yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi không ạ? 2 năm. Dạ vâng, khoảng thời gian 2 năm thì cũng tương đối là dài để các bạn tìm hiểu nhau tương đối là kỹ. Và cho phép tôi được hỏi là bạn cũng đã xem rất nhiều phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc. Và cho phép tôi được hỏi chút rể là bạn có biết nụ hôn Mông Cổ diễn ra thế nào không ạ? Chưa biết nụ hôn Mông Cổ đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị, mà đố ai định nghĩa được chữ hôn, có khó chi đâu dạ bồn chồn, hai đứa cầm tay kề sát lại mà dùng răng chắn lưới thế là hôn. Đúng là nhà thơ Xuân Diệu thì có viết là anh muốn là sóng biếc để hôn bãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm để mãi mãi, hôn đi rồi hôn lại cho tan cả đất trời vẫn chưa thôi rào rạt. Và cho phép tôi được hỏi cô dâu, hai bạn yêu nhau được khoảng thời gian là 2 năm thì chú rể hôn bạn bao nhiêu lần thì bạn có nhớ được không ạ? À, dạ vâng ạ, cô dâu thì không nhớ nổi, và cho phép tôi hỏi chú rể có nhớ được không ạ? Dạ vâng, hai bạn có lẽ là chìm đắm trong những cái nụ hôn với những cảm xúc quá tuyệt vời của mình nên cũng không thể nhớ nổi là mình đã hôn nhau bao nhiêu lần. Và hôm nay thì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị anh chị và các bạn, hai bạn sẽ trao nhau một nụ hôn tình yêu trên sân khấu. Vâng, xin mời chú rể hãy ngoảnh về phía cô dâu là 37 độ 5, và cô dâu thì ngoảnh về phía chú rể 35 độ 7. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đôi bạn đến với một nụ hôn Mông Cổ ạ. Vâng, xin mời hai tay chú rể thì đặt lên mông của cô dâu ạ. Dạ vâng, bạn có biết mông ở đâu thì bạn cứ đặt vào ạ. Hai tay của cô dâu thì đặt lên cổ của chú rể ạ. Dạ vâng ạ. Trước khi hôn thì ban tổ chức cũng xin được khuyến cáo hai bạn, khi hôn thì cơ thể phải thả lỏng, mắt thì nhắm hờ mà không được mím chặt môi, miệng thì không được há rộng giống miệng nồi mà để tránh tình trạng là lưỡi rơi vào cổ họng. Và ban tổ chức sẽ đếm từ 1 đến 3 để cho chú rể vừa lấy đà vào hôn. Và khi hôn thì các bạn chỉ dùng môi và dùng lưỡi, tránh dùng răng để làm tổn thương tiền đạo của đối phương. Và bây giờ ban tổ chức sẽ đếm từ 1 đến 3 để cho đôi bạn đến với nụ hôn tình yêu. Dưới quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? 1, 2, 3, xin mời.